Tại sao sự cố gắng của mình nó cứ trồi trục lên xuống mà không có được liên tục? Như vậy có bình thường hay không? Và mình phải làm sao để mà tiến bộ hơn cho nó đừng có trồi sụp? Với 5 phút mỗi ngày, Fido sẽ chia sẻ kiến thức để cùng nhau vươn tầm Business Việt. Hãy đơn giản rút tỉa cách phát triển cá nhân rất hữu ích. Welcome to chương trình 5 phút mỗi ngày với Fido tại USA. Tại sao sự cố gắng của mình nó cứ trồi trục lên xuống mà không có được liên tục? Như vậy có bình thường hay không? Và mình phải làm sao để mà tiến bộ hơn cho nó đừng có trồi sụp? Đây là những câu hỏi rất là hay mà bản thân của tôi cũng luôn đặt ra cho mình thường xuyên. Hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em vài suy nghĩ. Sau khi chia sẻ xong, hy vọng là anh chị em cũng cùng cảm thông và cảm thấy rằng là rất bình thường khi mà cái sự cố gắng của mình nó trồi sụp như vậy. Anh chị em trong kinh doanh thì chắc cũng có biết tới thị trường chứng khoán, stock market. Stock market, thị trường cho mình thấy được rằng là cái nền kinh tế của một cái đất nước nó đang đi lên hay đi xuống. Thì mình cứ nhìn vào cái biểu đồ của nó là mình sẽ biết nó đi lên hay đi xuống. Thì theo như anh chị thấy á, là cái biểu đồ của thị trường chứng khoán á, có là đường thẳng hay không? Không phải không anh chị? Nó vẫn là cái kiểu mà nó lên xuống, lên xuống, lên xuống. Nó cũng trồi sụp như vậy. Thì nếu là một cái thị trường chứng khoán nó cho biết mình cả một cái nền kinh tế như vậy, một cái nền kinh tế là mình đang nói chung về một cái sức mạnh của cả một tập thể, mà nó còn không có đường thẳng hàng như vậy, thì nói chi một cá nhân nào đó bao gồm cả tôi, làm sao mình có thể liên tục như một cái đường thẳng mà đi lên được. Cho nên rất bình thường khi mà cái nền kinh tế nó đi lên đi xuống, và cũng rất bình thường khi mà sự cố gắng của mình nó cũng đi lên đi xuống như vậy. Cảm xúc của mình là cái chuyện đi lên đi xuống. Có những lúc mình rất là hứng khởi, có những lúc là mình muốn chinh phục thế giới, có những lúc mà mình rất là chán nản. Những lúc mà mình chán nản tận đáy như vậy thì nó cũng giống như là cái thị trường chứng khoán nó đang nằm ở tận đáy. Thì cũng không sao hết anh chị em ạ. Bản thân của mình cũng vậy. Và trong quá khứ có những lúc mà mình cảm thấy thất vọng, cảm thấy thất bại, cảm thấy sự cố gắng của mình nó nằm tận đáy, thì mình lại càng cảm thấy rằng ô, kiểu này là hết cứu vãn rồi, coi như là đi vào ngõ cụt thôi. Mình rất là dở, mình là loser, tệ hại, đâu có chơi cũng chơi được, đâu có thể làm ăn được nữa, đâu có thể đứng lên được nữa. Câu chuyện này nó cũng y chang như câu chuyện trong thị trường chứng khoán vậy đó. Có những lúc thị trường chứng khoán tại Mỹ này nó sụt giảm mấy ngàn điểm, ta đều nghĩ rằng ô, vậy là thôi như xong rồi, chuyện này là đi vào ngõ cụt rồi, depression. Mà ngay cả depression trong quá khứ đi nữa, bao nhiêu lần đã xảy ra rồi, đều có thể vực dậy được hết. Thì nếu mà thị trường chứng khoán nó đều vực dậy được thì tại sao cá nhân của mình không vực dậy lại được? Quan trọng ở cái chỗ là khi mà bạn zoom out, có nghĩa mình kéo dài cái biểu đồ của mình ra, mà mình thấy là mình đang có xu hướng đi lên là mình ổn rồi anh chị em. Không quan trọng mỗi ngày mình đi lên hay đi xuống, mà cũng không quan trọng là mỗi tuần mình đi lên đi xuống, mà ngay cả nếu mà một tháng mình đi xuống cũng không sao. Quan trọng là mình có hồi phục được hay không, và từng bước cái biểu đồ nó sẽ nhảy lên chút, nó xuống chút. Nhưng nếu mình cùng với một cái cộng đồng nào đó bao gồm cả tôi cùng nhau giúp phát triển, khi mình nhìn tới cái biểu đồ 1 năm, 2 năm, 3 năm mà mình thấy cái xu hướng đang đi lên là có nghĩa là mình ổn rồi anh chị em. Cho nên không có gì phải buồn phiền khi mà mình bị xuống một chút, mà ngay cả xuống cái tận đáy đi nữa, mà mình cố gắng cùng nhau vực dậy và tiếp tục từng chút nhích lên, nhích lên, nhích lên, thì qua thời gian mình sẽ có sự tiến bộ. Nếu anh chị em thấy cái idea này có áp dụng được cho ai đó thì hãy chia sẻ để giúp cho người đó vào 2022 này không có cảm thấy bị bỏ cuộc nữa, mà từng chút thì mình cũng sẽ giống như là cái biểu đồ của thị trường chứng khoán, mình sẽ có cơ hội đi lên trở lại. Hãy chia sẻ cho người đó, dù cho dụng ý của anh chị hay là chia sẻ thẳng đường dài, cái biểu đồ của mọi người sẽ tiến bộ. Trong lúc này, cùng vươn tầm. Nếu thông tin này hữu ích, Fido rất cảm ơn khi anh chị em like và share để giúp thêm một người Việt nào đó cùng vươn tầm với chỉ 5 phút mỗi ngày.